Cả nhà ha, để tiếp tục cái chương trình mà chọn sim và số tài khoản ngân hàng á, thì ngày hôm nay cũng hơi chia sẻ cả nhà một cái kiến thức, đó là ngũ hành nạp âm ha. Nhưng mà ngày hôm nay giọng cũng có hơi bị khàn một chút xíu, cả nhà nhớ nghe nha. Và để tiếp tục ủng hộ cũng có động lực á, làm video và chia sẻ cả nhà. Cả nhà nhớ là cho Khổng Khôi là một like ha và một comment, một chia sẻ ha. Cảm ơn cả nhà đã yêu quý Khổng Khôi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào ngũ hành nạp âm. Thì ngũ hành nạp âm thì nó có năm ngũ hành là hành kim, hành thủy, hành mộc, hành hỏa, hành thổ. Hành kim hay là cầu tâm, cả nhà thấy không? Hành thủy là uyển chuyển mềm dẻo, hành mộc là vươn lên, hành hỏa là bung ra, và hành thổ là theo hình xoắn ốc. Có thể là kiến thức này rất ít người chia sẻ cho cả nhà, nhưng mà hôm nay cũng có cố gắng chia sẻ chi tiết cho cả nhà. Và là cả nhà thường thường đấy đúng không ạ, là cái hình ảnh này đó là ngũ hành nạp âm. Ngũ hành nạp âm thì có tương sinh tương khắc với nhau, thì là có một kiến thức như này nè, là giáp ất bính đinh đúng không ạ. Giáp là mộc đúng không ạ, bính đinh là hỏa đúng không ạ, thì đó là thiên can, còn mà thêm 12 địa chi đó là 12 con giáp nữa. Nhưng mà cái này là cái ngũ hành nạp âm, nó là một cái khác nữa. Thì đối với con người của chúng ta có bốn biến số, đó là một cung, hai can, ba chi, bốn là ngũ hành nạp âm. Cái bốn cuối cùng thì chúng ta mới sử dụng ngũ hành nạp âm ha. Thì ngũ hành nạp âm thường sử dụng vào chọn sim, số điện thoại và ngành nghề quần áo chúng ta mặc ha, màu sắc xe đó chẳng hạn như vậy. Thì á, là giáp ất á, bính đinh á, thì nó có là gọi là một chữ, thì nó thể hiện cho một hành đúng không, giáp ất là hỏa. Nhưng mà ngũ hành nạp âm này nó có ba chữ, đó là gì, thích lịch hỏa đúng không, lửa sấm sét. Thì có nghĩa là gì, có nghĩa là 1948 và 1949 là thích lịch hỏa, và 2008 và 2009 cũng là thích lịch hỏa. Có nghĩa là cứ mỗi 60 năm thì nó sẽ quay lại một lần ha, đó 60 năm cuộc đời nó sẽ quay lại một vòng ha, nó lại như vậy. Thì cái này là sử dụng là bốn ba cái chữ để phân biệt được là ngũ hành nạp âm đó. Và mỗi con người chúng ta thì có bốn biến số, tùy theo thời điểm mà chúng ta sử dụng biến số khác nhau ha. Mốt đừng có lẫn lộn mà sử dụng nghịch ngũ hành nạp âm mà để mà sử dụng mà để kết hôn nha. Kết hôn chúng ta phải sử dụng cung, đừng nói là thủy mà kim mà hợp với thủy, rồi cái hai đứa ngũ hành nạp âm hợp với nhau xong mà lấy nhau về cái lộn y xì đùng, xong mà đổ thừa là dù hợp đó mà vẫn cãi lộn ha. Thì cái kiến thức đó là kiến thức đại chúng, không có đủ chuyên sâu, và giống như kiến thức chuyên sâu là một cộng một bằng hai, hai với hai là bốn, bốn một và năm đó, tùy mỗi thời điểm mà chúng ta móc ra. Thì ở đây giống mộc đúng không ạ, chúng ta có rất là nhiều mộc, đó là tan đố mộc đúng không ạ, đại lăng mộc, tùng bách mộc, dương liễu mộc, thạch lụ mộc và bình địa mộc, rất là nhiều mộc lộ mộc, và mỗi năm nó sẽ có mộc khác nhau, và cứ mà 60 năm này nó sẽ quay lại một lần ha. Đó cả nhà có chú ý cái bảng này ha, không có đi tiếp ha. Và ở đây là gì, đây là một cái ngũ hành tương sinh và tương khắc đúng không ạ. Khi mà chúng ta phải biết được và nắm giữ được cái vấn đề này để chúng ta hiểu rõ và chúng ta áp dụng được, đó là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và thổ sinh kim. Ngoài cái việc tương sinh đó, thì chúng ta có tương khắc nữa, đó là gì, là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa và hỏa khắc kim. Có nghĩa là khi mà chúng ta áp dụng vào sim và số tài khoản ngân hàng á, ngoài cái quỹ dịch lý á, thì cái điều đầu tiên chúng ta nhìn vào chúng ta thấy á, mà nếu mà những cái số chúng ta mà mệnh kim á, mà chúng ta xài mộc và hỏa là chúng ta thấy mệt hay đúng không, rồi nó khác trực tiếp với chúng ta. Có nghĩa là cái chuồng năng lượng nó ra ngoài nó bị tắc nghẽn, thì tắc nghẽn ngay chúng ta gọi là rối ren đúng không, và chúng ta bị áp chế, đó là như vậy. Và nếu mà chúng ta xài một cái luồng năng lượng thông suốt á, thì nó sẽ tạo một cái sự rung động rất là mạnh và giúp chúng ta đúng không, giống như là gì, giá cắt lượng nguồn lượng gió đông vậy đó đúng không, đẩy đi rất là nhanh ha. Và đa số á, là cái sự hiểu của chúng ta và chúng ta số chúng ta tìm kiếm trên mạng, chúng ta gán cái mà vận mệnh cuộc đời của chúng ta cho là internet, và chúng ta search Google, và những cái kiến thức trên đó không có sự kiểm chứng, mà chúng ta không có dành thời gian và đầu tư cho những người mà họ dành thời gian nghiên cứu, đó là chuyên gia, thì họ chúng ta không tin tưởng và chúng ta không nghe theo những vấn đề đó. Thì khi mà tìm kiếm chuyên gia thì chúng ta mất thời gian ha. Và cũng không nên khuyên cả nhà rằng gì chúng ta không hiểu thì chúng ta hãy tìm đến những người có sự nghiên cứu và có kiến thức và giúp chúng ta lựa chọn đúng không, mà sai một ly là đi một dặm ngay cả nhà nha. Đó thì ngũ hành chọn để chọn sim, ngành nghề, màu sắc xe, quần áo ha. Tiếp tục ha, thì có một cái kiến thức mà rõ ràng như vậy nè, thì cũng coi tổng hợp lại và theo những cái kiến thức học tổng hợp lại và sự nghiên cứu và sự chiêm nghiệm, thì ngũ hành này chia theo từng ngành nghề, rất có thể là cái này rất là ít, cả nhà gần như không tìm thấy được trên mạng, đó là ngũ hành ứng với ngành nghề ha. Và đây là một ngành kim, ngành kim thì có là kinh doanh vàng bạc sắt thép, phụ tùng xe và xe hơi ha, xe máy ha, kim khí điện máy, đó là như vậy, và bán đồng hồ là mắt kính và phế liệu và kim hoàn ha. Thì ở đây là gì, là 70% ngành kim. Thì
thì không có bao giờ có sự tuyệt đối về hành kim hết, nó sẽ có lẫn lạp lẫn lộn trong đó, là có hành kim, hành hỏa, hành thổ, hành mộc trong đó nữa. Thì này, chị mình coi cái nào chiếm đa số, dù là hành kim thì chiếm đa số về cái khí của cái ngành nghề, giống như sản xuất ô tô nè và khai thác khoáng sản quặng sắt đúng không, và khai thác vàng bạc đúng không, thì cái khí lực của nó là chiếm 70% là hành kim. Ở đây cũng có ghi rất là chi tiết ha, thì cả nhà có thể là đọc ha và chiêm nghiệm ha. Đó cũng sẽ không đọc tại mất thời gian của nhau lắm. Tiếp tục là hành thủy đúng không, hành thủy ở đây là sẽ là nước giải khát, cà phê, hóa chất, nuôi trồng thủy sản. Thì ở đây cái khí lực á, thì nó sẽ chiếm đa số là 60% phần thủy và cộng với là 40% khác còn lại đúng không. Thì ứng với cái nguyên lý là gì, là trong âm có dương và trong dương có âm, không có gì tuyệt đối hết đúng không, tùy theo một cái lĩnh vực mà nó sẽ chiếm một cái khí lực nhất định đúng không, không có 100% khí lực đúng không. Trong cơ thể chúng ta cũng giống như vậy đúng không, có điều có ngũ hành vận hành. Nếu mà cơ bản là nếu chúng ta nóng tính thì hành hỏa nó vận hành cao thì nó sẽ áp những ngũ hành kia đúng không, mà nhưng mà nó không phải là tuyệt đối ngũ hành hỏa, cái nhà dung mà đó, đó là một cái đó mới gọi là hiểu đúng ha. Tiếp tục đây là ngành nghề là hành mộc ha, đây hành mộc đúng không, hành mộc chúng ta gọi là môi giới bất động sản là nó nằm trong hành mộc nha, chứ không phải là hành thổ giống như tiếp theo đây là hành mộc ha. Thì một hành mộc có một cái rất là thú vị, môi giới bất động sản đúng không, thì đó là hành mộc, môi giới bất động sản là hành mộc cả nhà. Đa số thầy trên mạng nói là nó là hành thổ, thổ có đầu tư có dính miếng đất nào đâu, toàn là tư vấn về sự phát triển dự án, phát triển dự án tư vấn thuyết phục người khác mua không, mà làm gì có tính chất của cục đất nào trong đây mà thổ ha. Thổ nó là kiến thức đại chúng, nên cho nên đó, là cả nhà thấy không, trong đây có tiếp tục nữa là có mà thì tài chính nữa và ngân hàng nữa, nó có hành mộc trong đó. Cái nhà sẽ thấy được là nếu mà một số người nói là tài khoản mà ngân hàng là hành kim, thì cả nhà sẽ để ý đi, những mà logo mà những ngân hàng mà chủ động màu là hành kim á thì ra chết ngắt đúng không, chỉ có những cái hành mà phát triển là hành mộc thôi, màu hành mộc thôi thì nó mới phát triển được, còn đa số mà logo gọi là hành kim thì đa số là chủ tịch kể cả ngân hàng nó đều lỗ, với nó bị gọi là bị bắt không. Cả nhà kim chì chi miệng lại ha, gõ cái này là ra thôi. Tiếp tục là hành hỏa là điện tử, xăng dầu, khí đốt ha, bắn pháo hoa ha. Thì mà chúng ta hiểu được cái ngũ hành để chúng ta chọn nghề, chọn sim, chọn số tài khoản, chọn màu xe ha, và chúng ta phải có một cái năng lực kiểm chứng, kiểm chứng và chứng thực cái việc đó là sự thật đúng không, chúng ta phải có sự chiêm nghiệm thì đó mới là sự thật nha, chứ mà chúng ta đừng có nghe nghe người ta có kiểm chứng có chứng thực đâu, người ta chỉ dựa cái kiến thức hồi xưa thôi, kiến thức hồi xưa là kiến thức thời đồng 2.0, bây giờ 4.0 rồi, các ngành nghề nó dịch chuyển rồi, tiền tài đúng không, tiền tệ nó có xài giống như tiền giấy, ngân lượng, ngân phiếu giống như hồi xưa có đâu, bây giờ đa số là chuyển khoản không, nó có dịch chuyển nó là gì, cả nhà tự hiểu ha. Tiếp theo ha, hành thổ đúng không, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê ha, đây là cái nhà đọc ha, thì cũng coi đi sơ cái này cũng coi sẽ không nói nhiều mà đi lướt để tiết kiệm thời gian cho nhau. Tiếp tục á là cái gì, ở đây là gì, ở đây là ngũ hành và ngành nghề ha. Thì ngũ hành là nghề khi mà chúng ta hiểu rồi chúng ta nắm bắt được á, thì mỗi người chúng ta chọn nhân ngũ hành nạp âm và chúng ta sẽ có là một ngũ, ví dụ trong năm hành kim đúng không, thì sẽ có ba cái là ngũ hành nạp âm phù hợp với chúng ta, kim thì sẽ có thủy, có kim và có thổ đúng không, nó phù hợp tùy theo chiến lược cuộc đời của chúng ta. Cái này là cái mấu chốt quan trọng để chúng ta lựa chọn cái chiến lược cho phù hợp quan trọng. Nếu mà chúng ta đang mong muốn về tiền tài đúng không, thì chúng ta chọn về lộc, lộc cũng là cái gì, chúng ta sinh ra kim sinh thủy đúng không, đó chúng ta sẽ chọn những ngành nghề về thiên về thủy thì chúng ta sẽ dễ kiếm tiền, nhưng bù lại chúng ta sẽ mất về sức khỏe, đó là như vậy. Giống như cái cây đúng không, muốn trổ trái ra đúng không, thì cái cây đó đúng rồi phải sinh xuất cái cây đó phải khỏe thì mới trổ trái ra được. Yếu yếu mà chúng ta mà chọn cái số lộc đó, cái ngành lộc là chúng ta chịu không nổi, thì nó sinh xuất nó mạnh lắm, và nếu mà chúng ta thiếu về sức khỏe đúng không, thì mà chúng ta thực sự ổn định càng làm càng bền đó, thì chúng ta chọn cái hành hành nếu mà kim chúng ta chọn cái hành thổ là phù hợp cho chúng ta, giống như cha mẹ sinh ra chúng ta đúng không, cái gì sinh chúng ta sẽ phù cho chúng ta, thì càng làm càng bền càng bình dưỡng ha, càng khỏe. Và nếu mà chúng ta mong muốn có mối nghề đối tác nhiều thì chúng ta chọn cái ngành vàng, đó là ngành kim luôn. Thì mà tuần cái giai đoạn chiến lược trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có là tiền vận, hậu trung vận và hậu vận, và cái sơ niên vận nữa, bốn vận đứng với một con người của chúng ta, nhưng mà sơ niên vận còn nhỏ chúng ta không nói, chúng ta nói về tiền vận. Tiền vận chúng ta cần tiền tài và mối quan hệ, chúng ta tập trung những con số về tiền tài và mối quan hệ. Trung vận chúng ta cần sự ổn định đúng không, và tiền tệ đúng không, và hậu vận thì chúng ta chủ quan sức khỏe, tùy theo chiến lược mà chúng ta lựa chọn khác nhau. Cái điểm này điểm mấu chốt sự khác biệt giữa mà đại chúng với là đại chúng với là cái sự chứng thực và sự chiêm nghiệm và sự phân tích mà cái tầng trung vận năng lượng tầng cao, cái này phải có năng lực kiểm chứng và cái sự chiêm nghiệm và sự chứng thực, cho nên nó là gì, cho nên nó sẽ được phù hợp với hai cái tính chuyên biệt của từng người và từ sự mong muốn từng giai đoạn của mỗi người khác nhau nha cả nhà. Tiếp tục đúng không, xác định lộc phượng bạc đúng không, lộc là cái gì, là sinh ra cho chúng ta
tiền tài, tài sản, công việc tốt và cơ hội. Còn vượng đó là sức khỏe, là trí tuệ, là an lạc, sự gia đạo. Và cái trường hợp về bạn, đúng không? Bạn là mối quan hệ bạn bè, người yêu, đồng nghiệp và đối tác. Tùy theo từng giai đoạn và chiến lược cuộc đời, chúng ta sẽ chọn là một con số phù hợp nha. Cả nhà nhớ ha, cái này quan trọng lắm đó nha. Ở đây như vậy, đây giống như không có nói nè, sinh niên phận là từ lúc sinh ra, đúng không, tới 21 tuổi. Tiền vận là từ 22 đến 35 tuổi, nhưng mà trong cái giai đoạn đó có những cái năm mà chúng ta chú ý, đó là năm năm 25, 31, 33 tuổi ha. Và trung vận, đúng không, thì từ 36 đến 49 tuổi. Thì có những cái năm chú ý đó là 41, 43 và 49 ha, là những cái năm mà năm tuổi của chúng ta đấy. Tiếp theo, đúng không, là hậu vận. Thì hậu vận ở đây là gì? Chúng ta là 50 tuổi đổ lên ha. Có những con số chú ý là 51, 53, 61, 69, 73 và 84. Đây là những cái năm hạn của chúng ta sẽ cực kỳ chú ý ha. Nói chung là sống 60 năm cuộc đời là ngon rồi. Cái này ha, tùy theo chiến lược hành động. Thì ở đây là gì? Chọn một số điện thoại tốt, đúng không ạ? Phong thủy xem đẹp thì nó phải đáp ứng được cái là vận mệnh cá nhân, đáp ứng được cái sự chuyên biệt, đúng không ạ? Và nếu mà chọn cho công ty phải đáp ứng được ngành nghề, đúng không ạ? Vậy mới là phong thủy, và nó có yếu tố âm dương trong đó. Cái sim mà phù hợp với các công ty đó là phù hợp với ngành nghề. Bởi vì sao? Không thể chọn cho người theo người giám đốc được. Thì nếu mà sau này người giám đốc này họ bán công ty đó lại sao? Có lẽ là bỏ cái sim đó, đúng không? Hay là chuyển nhượng cho con cái, hay chuyển nhượng cho bạn bè, hay là chuyển nhượng cho chị. Thì cái sim nó phải đi theo cái ngành nghề của cái công ty đó, đi theo cái thời vận của công ty đó, thì nó mới có một cái tính chuyên biệt và tương hợp với nhau. Đó là đây là một cái sai lầm chết người mà rất ít người chia sẻ đến cả nhà biết ha. Và kể từ hôm nay cả nhà xem được cái video này, cả nhà chú ý chỉ có là cái sim dành cho bản thân chúng ta thì nó mới xem theo chúng ta thôi, còn những cái khác về ngành nghề chúng ta phải xem theo ngành nghề nha cả nhà. Đó là một cái vi diệu của huyền học. Cái huyền học nếu chúng ta làm đúng á, thì cái sự rung động nó sẽ cho chúng ta một kết quả rất là tuyệt vời, giúp cho con thuyền chúng ta đi rất là nhanh. Nó không phải là quyết định hết, nhưng mà sẽ giúp con thuyền chúng ta đi nhanh. Còn nếu mà chúng ta chọn sai một cái là đi một nhầm, tại vì nó đẩy đi một cái là đi luôn cả nhà, hiểu không? Nắm chỗ này nha, không có chia sẻ cả nhà. Thì ở đây là trên mạng nè, trên mạng nói nè, không có dính tí xíu gì âm dương hết. Có đề là gì? Tay trắng này làm lên 1 2 3 4 nè, tay trắng làm lên là một vợ hai con, ba ba tầng bốn bánh nè. Đó, đó nói chân rất là ngược tai, nghe rất là êm tai để dễ bán sim, đúng không? Và tiếp tục nè, 1 4 8 6 nè, 1 năm là bốn mùa là phát lộc nè, 1 năm 4 mùa phát lộc, đúng không? Lộc phát, đúng không? Đây nó gì, nó cho êm tai nghe, cho sướng tai để bán cái sim rất là nhiều, không phải chục triệu, vài triệu, 3 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, vài chục triệu mà có hàng sim mà bán hàng tỷ luôn. Và ở đây là không có tính chuyên biệt, lẽ không người nào mà sử dụng cái sim này đều tốt hết, đúng không? Ở đây các công ty nào mua cái sim này đều sử dụng tốt hết, đúng không? Em mà kiến thức này truyền thông tràn lan trên mạng, cả nhà nên nhớ nhớ nha, cái lời nói dối đủ nhiều nó sẽ trở thành sự thật. Và ở đây chúng ta phải có năng lực kiểm chứng, chúng ta mổ xẻ, chúng ta phân tích ra thì ứng với bản thân của chúng ta, ứng với năm sinh của chúng ta, ứng với cái nhu cầu của chúng ta, ứng với thời vận của chúng ta, thì nó ứng như thế nào, nó có đáp ứng được hay không. Nếu mà những cái yếu tố này nó không đáp ứng được thì làm sao là phong thủy, đúng không? Đó, cả nhà phải hiểu, phải có sự năng lượng nhận biết đúng. Mà đa số là chúng ta là cái trên thế gian này, chúng ta quyết định sai lầm nhiều, chúng ta đang tiếp thu những cái năng lượng tầng thấp không à, đúng không? Tại vì cái năng lượng tầng cao chúng ta phải tìm tòi, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải tu dưỡng, đúng không? Nhưng mà tìm tòi tu tập tu dưỡng thì nó lâu, nó khó. Nhưng mà những cái yên tai, đúng không ạ, 83 86 nè, phát tài phát lộc nghe rất là xuôi tai, nó rất là dễ đi vào lòng người của chúng ta. Đó là lý do tại sao nhạc buồn rất dễ đi vào lòng người của chúng ta. Còn những cái nhạc âm thanh cao cao á, những cái rung động cao bậc cao chúng ta chịu không nổi, thì cái cơ thể chúng ta nó nặng nề quá thì nó không thể nghe được những cái rung động cao. Giống như ngày hôm nay không thôi chia sẻ cái nhà một kiến thức như vậy á, chúng ta phải mở lòng ra chúng ta đón nhận, đúng không? Chứ nếu mà chúng ta bị ngăn cản, bị ngăn cấm mà chúng ta không mở lòng ra đón nhận là chết, là chúng ta tiếp tiếp nhận cái năng lượng, cái rung động bậc thấp không nha. Ok, chúng ta phải đối chiếu lại đây, cái sim bán hàng tỷ lần luôn, 2 tỷ 4 nè, 2 tỷ 4 75 triệu nè, lục quý nè. Đó, cái này là 7777 nó quá cho số 7 luôn, mà chúng ta hành kim nó xài số 7 con số 7 không video chứ không có phân tích là hỏa, đúng không? Mà người mình kim mà xài 7 số 7 này nó tắc gì, nó tắc tới một mức độ mà gọi là bệnh luôn, ốm đau luôn, công việc nó tắc luôn, dẫn tới ung thư luôn. Cái nhà thấy không? Đó, nó hủy hoại ở như vậy, tại vì cái năng lượng nó bị tắc nghẽn. Hỏa là cắt trực tiếp kim, mà kim nào chịu nổi, đúng không? Mà ở đây một giải 7 luôn, cái rung động cực kỳ mạnh. Mấy cái số tuổi cực kỳ nguy hiểm ngay cho nhà, xài không khéo mà không hợp với chúng ta thì banh xác, đúng không? Này 99999 này, hành kim mà đúng không, xài hành kim mà xài 999 này, đúng không, 2 tỷ 2 này nè, mà là chúng ta lục quý chứ, chúng ta không ở nhà được, chúng ta tối ngày ở ngoài đường mà toàn là bạn bè không mà có tiền, đúng không, cái manh sát nó xé chúng ta manh sát luôn. Mà đây là năng lượng sinh xuất, đúng không, đi ngoài ra ngoài đường ngoài, đúng không, thì chúng ta suy khỏe, khỏe chúng ta suy suy bị suy dần và chúng ta không kiếm được tiền. Và ở đây cái số này là không, nếu mà chưa có vợ là không có vợ được luôn, tối ngoài ngoài đường không, tối ngày bạn bè không, tối ngày ăn nhậu sao mà có vợ được. Cả nhà sẽ kiểm chứng ra đi, những người xài túi quý đúng không ạ, bao nhiêu người banh xác rồi,
bao nhiêu người bị bắt rồi, bao nhiêu người bị vướng vào lòng tư lao lý rồi, và cái lục quý luôn nó rung động càng mạnh nữa. Hãy không có nói cả nhà khoan hãy tin, nhưng mà hãy xem lại, dừng lại video này, sợ lên mạng quay lại những ai mà bị vướng vô lòng lao lý, bao nhiêu mà người bị đổ nghiệp, coi có giống như Khôn Khôi nói hay không. Thì nếu mà giống như Khôn Khôi nói thì cả nhà nghĩ rằng chấp nhận những gì Khôn Khôi nói là đúng ha. Tiếp tục đúng không, 500 triệu đúng không, 6666666 Khôn Khôi đúng không, tư vấn hàng rất là nhiều người xài chi mấy chục triệu, hàng trăm triệu nhưng vẫn phải bỏ, không hợp là phải bỏ. A ra là năng lượng gì, năng lượng toàn là năng lượng mà ngũ quỷ lục sát và tuyệt mệnh không đúng không, cứ rung động cực kỳ tệ đúng không. Thì nói ra không có nói, tại sao không có biết được, không có nhìn vào cái sim mà không biết cái vấn đề của cái nhà gặp và trực tiếp là ai đang cắt cái nhà luôn, tại sao nó được, tại cái rung động cái năng lượng đó cái nhà đang chiêu cảm, nhìn ra là đúng 100%, không chạy đâu hết, nó là như vậy ha. Sai là bỏ, chỉ có vợ con, chỉ có ba mẹ của mình đúng không, thì không bỏ rồi. Còn tất cả đều có thể thay được. Là một cái vấn đề, một cái thú vị ở đây là gì, là cái nhà có thể mua cái điện thoại 5 triệu 10 triệu vài chục triệu luôn, nhưng mà cái sim cả nhà không chịu tìm hiểu đúng không, nó là như vậy. Không cần thì mời kiếm chuyên gia, mà chuyên gia tư vấn cho đúng mà, cái gì mà tiền tiền có thể làm được thì cái chuyện nó đơn giản lắm. Đây tôi quý 444 đúng mà, 44 này mà cái nhà thử hành mộc coi đúng mà, mà mộc cái nhà mệnh mộc của nhà sợ túi bố của nó khắc trực tiếp cái nhà luôn, khắc chịu không nổi luôn, bế tắc luôn đúng mà, trì trệ đúng mà, út cất nam mà sợ 444 này là gọi là trì trệ ở nhà luôn, trì trệ toàn là nữ 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 nó vây quanh và nó hút tiền của mình, chịu không nổi đâu. Cái nhà xem lại đi, có như không có nói không, nam mà mình kim mà mình thủy mà xài 444 này, trời còn không nói, gái không là gái à, thì túi đi rung động cao lắm nha. Yeah, tiếp tục nè, ngoài ngoài cái việc mà cái sim rồi tới số tài khoản ngân hàng nữa, hai cái này cộng lại nó quánh cho tơi tả banh xác đúng không, xài nè 6740999000 đó, cái này thử cái nhà có mệnh mộc có xài chết không. 99 là gì, là kim, 000 là gì, là thổ, khắc trực tiếp mà 120 triệu, chịu gì nổi. Công ty mà dướng vô một cái sim, dướng vô một cái đoạn ngân hàng đó, hai cái nó cộng lại nó quánh cho banh xác. Con người mình cũng vậy đó, ở đây cái số nè đẳng cấp là mãi mãi nè, 886 nè, 886 99999 nè, xài thử coi hả, cái nhà xài thử coi, cái nhà mệnh thổ cái nhà xài cái này thử coi cái chết không cái liền. Tại vì sao, tại vì nó không có phù hợp với chúng ta. Đó là cái nhà nói trời ơi, mấy cái sim này mấy cái này chưa chắc gì mua được. Đúng rồi, mua được đó, tại những người có tiền xong rồi đó, mua xong rồi đó, xong rồi đổ nghiệp đúng không, tự nhiên chưa xài có tiền xong cái bỏ tiền cho mua, mua xong rồi ví dụ mình mọc thử cận mình thổ được coi, xài coi cái 886 886 999 này coi banh xác không đúng không, banh xác rồi gặp không coi nha, quánh cho tơi tả. Cái tính sai là cái tính sai tập thể, tính sai di truyền, nó kéo theo một loạt đúng không, mà chúng ta nghe kiến thức trên mạng không, nghe cái gì êm tai cái gì dịu tai là khoái khoái, mà những cái gì đúng thì nó sẽ khó và nó mất thời gian, nó mệt mỏi, nó là như vậy. Cái sự đúng lúc nào nó cũng gian nan, tìm cầu nó cũng gian nan đúng không, thành công là khó nhưng mà thất bại nó dễ. Thành công 10 năm tích góp mới thành công, môn tích lũy 10 năm đúng không, sao làm 1 năm banh xác hết đúng không, im thì làm thân quan đúng không, đúng rồi. Để là like của này, dừng lại đi like cho mơ đi, comment bên dưới đi. Đây xu hướng là chọn sim này trong thời điểm phong thủy 4.0 ha, xu hướng đúng rồi, kết hợp phong thủy năng lượng dịch lý rồi tần số rung động đó, tất cả phải kết hợp lại với nhau nó mới ra đối chiếu đúng không. Không có nói trên mạng nói nhìn cái đuôi xong rồi số số lượng xem cái ngày sự thời gian sử dụng xong rồi nói tốt phán tốt vậy ai xài cũng tốt mà, xin lỗi nha đúng không, cái nhà chiêm nghiệm nữa coi ha. Không có con bắt bỏ nhưng mà cái gì mình cũng phải dừng lại mình chứng thực nghe những gì không có nói hay không, coi có đúng hay không, đúng thì tin nè. Ok ha, ở đây nè phương pháp chọn sim tốt theo phong chuẩn mandala ha. Tìm sim chuẩn thì nó thông cho 6 bước gian nan lắm, 6 bước gian nan lắm chứ không phải đơn giản đâu, mà chúng ta xem hết những cái video của Khoa chia sẻ là chúng ta tìm được tới 4 bước rồi, còn cái bước thứ năm á, thứ sáu là nó theo cái quẻ tên và theo cái năng lượng Reiki nữa để kiểm chứng cái độ tương hợp, thì cái này phải học cao, nghiên cứu tầm cao, năng lượng chúng ta cao nó khó, nó khó nhưng mà chúng ta 4 bước là chúng ta làm được, chúng ta khá rồi. Cái nhà thử đổi sim theo cái không coi chia sẻ của cái nhà thay đổi liền, 6 tháng là thay đổi liền, đảm bảo 6 tháng là thay đổi liền, không thay đổi mà kiếm không coi đúng không, kiếm không coi là không coi khám bệnh là ra bệnh liền ha. Bước một đầu tiên này chúng ta phải xác định ngũ hành nạp âm đúng không, kim mộc thủy hỏa thổ đúng không, chúng ta phải xem cái mệnh ngũ hành nạp âm chúng ta là gì đúng không, chúng ta phải xác định. Sau khi xác định chúng ta sẽ chọn những con số phù hợp, nếu mà mệnh kim thì chọn phù hợp chọn những con số về kim về thủy và về thổ ha, để chọn mà tùy theo chiến lược cuộc đời mà chúng ta bóc tách ra chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp. Tiếp tục là xác định theo yếu tố âm dương, có nghĩa là theo quẻ nhà tên đúng không, cái này thì tầm cao thì chúng ta mới bóc tách ra được, có nghĩa là phân tích cái tên của chúng ta coi nếu mà chúng ta
Cái tên chúng ta âm quá thì âm dẫn của chúng ta nhu mì nhũng mỹ nam, mà âm quá thì nhu mì nhũng mỹ dẫn tới khó quyết định, thì không phải tìm một cái sim á, để mà tính dương nó bổ sung cho chúng ta, để dẫn cho chúng ta sự quyết liệt, sự mạnh mẽ, cái năng lượng chúng ta được kích lên ha, nó là như vậy. Thì tìm một cái sim nguyên tố âm dương rất là hay, nó sẽ bổ trợ cho cái nhà, có nghĩa là thiếu sót mà khi mà cái tên chúng ta hiện tại không thay đổi được, thì cái sim thì thay đổi được, nhưng cái tên nó gần như là nó rất là khó thay đổi. Nên là nếu mà tên cả nhà mà nam mà quá âm thì cũng có sẽ bù lại một cái năng lượng dương cho cái nhà cân bằng lại, còn nếu mà nữ mà quá dương á, thì không coi sẽ nghiên cứu bù lại một cái năng lượng âm lại cho chúng ta phụ nữ, đúng không, cho nó cân bằng năng lượng của chúng ta. Tiếp theo á, biết tiếp theo là chúng ta phải xác định là quẻ chịch lý theo ngày tháng năm sinh, mà theo tứ trụ á, theo tứ trụ và âm lịch, ngày âm lịch của chúng ta, mà nếu mà không có thấy xấu quá ngày tháng năm sinh chúng ta xấu quá, không có phải lựa một quẻ lý thật đẹp để bổ sung cái điểm khuyết của cả nhà. Tại vì tiền thật sự là nếu mà tìm chuyên sâu mà phù hợp, tại sao mà không, cả nhà nó không có hay, thật sự không hay đâu, không có nhìn cái là không có biết liền. Thì khi mà mình nó là làm là phải là xác định sắp xếp lại làm sao phù hợp và giải quyết tận gốc những cái mà cả nhà đang có, thì phải xác định là ngày âm lịch của mình nếu quả dịch xấu quá, không có phải tìm một cái quả dịch của sim để bổ trợ lại cho mình, thì cả nhà tự nhiên cảm thấy thanh thông mà tuyệt vời, nó là như vậy ha. À, xét xét theo là xác định theo quẻ dịch lý theo họ tên, nó yếu tố quan trọng để tìm sim hóa giải, đó là như vậy. À, thì khi mà cả nhà mà không có hỗ trợ cả nhà, không thôi sẽ gửi cho cả nhà một cái lá số về tên của cái nhà theo quẻ dịch lý, thì không thôi sẽ tìm được cái hóa giải cho cả nhà luôn, và xác định cuối cùng là xác định cái mong muốn chiến lược cuộc đời. Cái này là hay, rất là hay, tại vì hiện tại nếu cả nhà đang mong muốn có tiền và có vợ, thì không thôi sẽ tìm cho cả nhà một cái sim là có tiền có vợ luôn, và trong vòng một năm đến 2 năm là cả nhà lấy được vợ liền. Tại thật sự nó dễ lắm, nếu mà cả nhà xài những cái số mà nó bị tắt về con đường bạn bè bạn gái, thì cũng thôi cộng với cái sim, cộng với cái số, cộng với cái quẻ dịch luôn, sẽ giúp cho cả nhà hanh thông về cái vấn đề mà cái quẻ dịch và cái mà hanh thông về cái đường bạn bè, và có để cả nhà dễ dàng kết hôn, thậm chí cả nhà không có con luôn. Và trước không có con thì cả nhà nhìn lại cái sim người phụ nữ xài quá dương, thì quá dương người phụ nữ đi ra ngoài không ạ, cái tính tình cái khí lực trong người phụ nữ không có đủ khí để tỉnh mà để sinh ra, để mà sinh được con, mà đa số chúng ta đi cầu và chúng ta đi khám là thật chất là chúng ta đang xài một cái sự rung động, nó bị tắc về con đường con, cái này có thể cải sửa và thanh thông được ha. Tiếp tục ha, tiếp tục nữa là cái gì, đây là tìm là những con số nào hợp âm dương tương sinh theo ngũ hành ha. Thì không có sẽ là cơ bản, không có sẽ nghiên cứu về 6 con số hợp mệnh với cả nhà. Nếu mà một số người đi chuyên sâu hơn nữa, không coi nếu mà không phải tìm cố gắng là tối đa những con số hợp mệnh, nhưng mà 6 con số là khá lắm, lắm rồi, thì tìm cho cả nhà nó hợp và nó cân bằng âm dương để mà chúng ta xài một cái sim. Ví dụ như cả nhà chốt không khách hàng không được, tại vì không có nhìn cái sim không có thấy từ trường âm rất là cao, thì nó thiếu tính dương để chốt và để giúp ra quyết định, mà khi mà cả nhà thay đổi cả nhà sẽ có cái lực nhất định để cả nhà chốt được khách hàng, mà cả nhà khách hàng nó nghe theo cả nhà. Đây cơ bản là cái cuộc chơi này là cuộc chơi khống chế về năng lượng, người năng lượng thấp sẽ bị người năng lượng cao khống chế ha. Đó, và tìm một cái sim phong thủy nó không đơn giản ha. Và nếu mà cả nhà nghiên cứu những cái video không khôi, cũng có đã làm rất là nhiều video rất là chi tiết, cả nhà tìm được cái 4 bước thứ 4 là cả nhà khá lắm rồi ha, là như vậy. Mà chúng ta đầu tư á, đầu tư cái điện thoại cho mắc tiền vào, mà trái tim á, cái điện thoại cái sim giống như trái tim mà chúng ta không chịu nghiên cứu và tìm kỹ, đó là tại sao nó càng xài càng tắt, đó là như vậy ha, không phải hù đâu nha, cả nhà tự tự nhìn lại đi cái chặng đường mình đi đó, nó như thế nào ha. Đó, và xác định cái tương lai của mình, cái chiến lược của mình cần giai điểm hay điểm, mà trung vận hậu vận tiền vận của mình cần cái gì, mình nhấn mạnh vô cái đó, quánh vô cái đó, thì mình sẽ khai thác triệt để về vấn đề đó nha. Tiếp tục ha, và thứ ba đúng mà chọn cái sim mà quân bình âm dương, đúng mà đó, âm dương cho bản mệnh của mình, điều này giúp cho chúng ta đúng ta đúng rồi, giúp cho con người mà nóng tính trở nên dịu nhẹ, giống như không có nói trước á, là những người nóng tính trở nên dịu nhẹ, mà những người mà nhút nhát á, sẽ trở nên tự tin bản thân về bản thân mình hơn. Bước 4 là chọn 6 dãy số, số cuối á, là hợp với là ý nghĩa cắt tường, đó là lý do tại sao mà khi mà không coi gửi cho cái nhà bản phân tích á, cái nhà sẽ thấy là hung bình bình thì hung với bình chúng ta không xài, thậm chí là đại hung luôn, rất là xấu, chúng ta sẽ sử dụng sim cát và đại cát, và biến từ 1 đến 80 ha. Cái này những video sau cũng có sẽ chỉ chi tiết cả nhà hơn, đó là như vậy. Vậy vậy tìm một cái sim gian nan, cả nhà thấy không khôi báo cái chi phí mà tìm sim cái nhà sợ, tại vì cả nhà phải hiểu là cái sim sau này á, gọi là tìm mấy ngàn cái sim mới ra được một cái sim phù hợp với cái nhà, cái tìm về càng về sau này nó càng khó, đúng không, càng về càng khó. Thực chất là không khôi những ai cần thì không mới tìm cho thôi, nhưng mà không khôi chia sẻ hết, không khôi muốn hướng cả nhà cách tự cách giải quyết cho cả nhà ha, tự cách giải quyết tự bản thân mình, chúng ta tìm cho mình phù hợp, cái đó điều đó cũng khôi thích hơn. Nhưng mà những ai mà muốn nhanh đó, thì có thể tìm đến không khôi ha. Như vậy tìm 5 đến 7 ngày mới ra đấy, chúng đơn giản đâu cả nhà. Tiếp tục nè, là
Bước 5 là cái này là dịch lý, là quẻ dịch từng hợp với cần cặp số, là tổng quẻ giải số là phải tốt, tương ứng phù hợp với nhu cầu. Đó là như vậy ha. Xác định quẻ chủ, quẻ hộ, quẻ biến, tổng thể quẻ dịch ha, điểm biểu hỗ trợ của điểm khuyết với lá số, và tính toán chiến lược hành động mục tiêu đề ra. Có nghĩa là cái bề dịch lý đó là một cái môn nghiên cứu rất là lâu và sâu, và cách khi mà vừa chọn cái sim hợp, cái số hợp với mình, cái sim hợp với mình mà kết hợp những quẻ dịch lý nó hợp với mình nữa thì rất là khó. Nhiều cái hợp đúng không ạ, nó mới khó, còn một hai cái hợp thì nó rất là dễ. Tiếp tục là đo về bô vít này, cảm xạ về Ricky năng lượng, thì xem cái từ trường năng lượng cái sim nó có ứng với mình hay không, giống như là người vợ nó có hợp với mình hay không, thì hợp phải trên 75% thì không có mở bạn giao sim như cái nhà ha. Đó là như vậy đó. Ở đây là thấy nè, cả nhà thấy không, là giải mã phong thủy bản thân nè, giải mã sim là thầy vận hành thông nè, khi mà không có tiền là phải tìm, là tìm là xác định nè, tên nè, và âm lịch nè, dương lịch nè, xong rồi phân tích cái số điện thoại cho cả nhà thấy nè. Đây cả nhà thấy không, đây là sư phong sơn tiền hội thị ký tế phong sơn kiện, cái bảy tên của mình đó là như vậy đó, mà bảy dương ba âm lịch chứng tỏ là người đàn ông mình rất là nóng tính, rất là bộc trực, nhưng mà khó kiểm soát được bản thân đúng không, vội vã đúng không đó, và không kiên định, đó là như vậy. Tiếp tục ha, mà đang xài cái sim xấu nữa, ý nghĩa các tường cả nhà nhìn vô đi, đại hung mà ở đây là ứng gì, ứng giai đoạn là 30 tuổi là đang giai đoạn tiền vận, mà ứng với bạn với lộc thì có nghĩa là bạn với lộc cũng hay á, cũng tốt á, nhưng mà ứng vô cái sim hung gần như là bỏ rồi, phát đầu tiên vô nó chặt lắm rồi và bỏ luôn rồi. Nhưng mà bạn với lộc đúng không, bạn với lộc, nhưng mà ở đây là nó thiếu về cái tính, mà nó bị gọi là thiếu về cái tính mà cái tường năng lượng tổng mà nó phù hợp với mình, nhưng mà nó theo vô cái quẻ mà trạch phong lại quá nữa, quẻ tiền vận nó quá, cái gì quá, anh này anh chàng này cái gì cũng hấp tấp quá đáng, cũng đâu vội vã đúng không ạ. Nó này vậy dẫn đến cái việc mà bị tổn hao về nguyên khí và tổn hao về sức khỏe rất là nhiều đúng không ạ. Đây những trường yếu tố ha, đó là như vậy. Cái mà mình phải xác định đây là tiền vận, trung vận, hậu vận phù hợp với chiến lược của mình ha. Thì cơ bản cũng thôi chia sẻ cái nhà hiểu về cái ngũ hành nạp âm, ứng dụng về ngành nghề, ứng dụng về chọn sim, đó là như vậy, và số tài khoản ngân hàng. Thì đó là những kiến thức cũng thôi mà đúc kết được đúng không ạ. Thì trên video thì thời gian nó không có đủ dài để mình chia sẻ mình chi tiết cả nhà, cũng không biết cả nhà ngứa chỗ nào giải, nhưng mà mong cái video này sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà nhất. Cả nhà nếu mà cả nhà hay, cả nhà hãy cho Công Khôi một tim, một chia sẻ và một follow nha. Cảm ơn cả nhà. Nếu mà cả nhà có thắc mắc thì có thể là bình luận bên dưới, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Công Khôi. Công Khôi sẽ sẵn sàng giải đáp cho cả nhà ha. Và xem cái video đây, tới đây cũng dài rồi, sợ cả nhà xem ngắn. Thì cũng có kết thúc ở đây ha. Và video sau Công Khôi sẽ chỉ cho cả nhà cách mà chúng ta tìm được ý nghĩa các tường ha. Để ý nghĩa các tường ở đây là cái này số 12 là hung rồi này đó. Video sau cũng có chị cho các bạn ha, mỗi video cũng có cắt ra cho nó dễ ha, và chúc cả nhà sức khỏe và an lạc nhé.